Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay Chủ nhật ngày 25 tháng 8 năm 2019. Đến với VTV sáng nay, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi chào Washington và phỏng vấn đặc biệt. Để mở đầu, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi chào Washington với Thanh Trúc. Đây là chương trình chào Washington và Thanh Trúc xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, um, vào ngày 1 Tháng 9, 2019 tới đây thì sẽ có một cái buổi mà thường những người uh, trong cái bộ môn cải lương gọi là ngày lễ dỗ tổ cải lương thưa quý vị um, buổi lễ đó sẽ được diễn ra tại nhà hàng harvest moon uh, ở thành phố fonshire tiểu bang virginia uh, lễ dỗ tổ cải lương là một cái sự kiện quan trọng đối với những người mà um, yêu quý tôn trọng và muốn gọi là giữ gìn cái một cái bộ môn đặc biệt của người việt nam đặc biệt là ở miền nam việt nam gọi là của cái um, cổ nhạc của Cải lương. Hôm nay Thanh Trúc hân hạnh được uh, nói chuyện với nghệ sĩ Ngọc Quyên. Nghệ sĩ Ngọc Quyên là một uh, trong những người ở trong ban cải lương Hương Miền Nam và cũng là một trong những người uh, tổ chức cùng với quý anh chị ở trong ban cải lương Hương Miền Nam để mà tổ chức cái buổi dỗ tổ vào ngày 1 tháng 9 2019 tới đây. Thanh Trúc xin chào nghệ sĩ Ngọc Quyên. Em xin chào chị. Dạ, thưa nghệ sĩ Ngọc Quyên, à, nếu có thể được xin nghệ sĩ Ngọc Quyên trình bày là cái ý nghĩa của lễ dỗ tổ đối với những người mà ở trong ngành cải lương. Dạ. dạ. Thì theo thông lệ là mỗi năm 12 tháng 8 là cái ngày hội à, à, cho các anh chị em nghệ sĩ à, sân khấu nói chung. À, thì cái ngày đó là được à, các anh chị em thành lập à, để mà có một cái buổi dỗ tổ sân khấu rất là trân trọng. 12 tháng 8 âm lịch nhưng mà là là tức là ngày 1 tháng 9 dương dạ, lịch. Thì dạ. năm nay thì à, đoàn cải lương hương miền Nam hân hạnh được à, long trọng tổ chức ngày 1 tây tháng 9 à, năm 2019 tại nhà hàng Harvest Moon. Dạ, thanh trúc biết là từ ngày có cái đoàn cải lương hương miền Nam thì ở đây cũng thường mỗi năm nghe đến cái lễ dỗ tổ dạ, dạ. À, thanh trúc muốn chị trình bày thêm là thường trong cái lễ dỗ tổ đó các nghệ sĩ của sân khấu khải lương làm cái gì à dạ thì các anh chị em ngoài các anh chị em nghệ sĩ khải lương và dạ, từ cũng có à, à, ca nhạc trong những cái lĩnh vực nói về nghệ thuật thì cái đó là giống như một ngày tết của các anh chị em thì tới đó là mình thăm hỏi mình à, à, hát dâng lên tổ những những cái bài hát là hay nhất rồi à, chia sẻ nhau à, trong một năm đó à, à, có những gì vui buồn trong ngành à rồi à, để mà chia sẻ với nhau à, về cái cái bộ môn nghệ thuật cái lương dạ. uh -huh và thanh trúc cũng thường nghe nói là sân khấu cải lương mọi người nhất là các nghệ sĩ đều thường là trân trọng cái điều mà họ nói là tôi được tổ đãi hay là tôi bị tổ trác phải không chị? Dạ. Thành ra cái lễ dỗ tổ chắc cũng là một cái cách để cảm tạ, tạ ơn tổ đã giúp cho mình có được cái duyên dạ, đến với dạ. sân khấu cải lương. Dạ đúng rồi à, năm nay cái cái đoàn hương miền Nam tụi em mà lấy tiêu chí là cổ kim hòa điệu tri ân, tri ân đây để là mình tri ân thầy, tri ân tổ, uống nước nhớ nguồn và mình tri ân những à, bậc tiền nhân đã gìn giữ à, cái bộ môn này và cũng để tri ân và cũng là để hứa là hứa với thầy hứa với tổ và cũng hứa cùng chung các anh chị em là à, ở dù ở đâu phương xa cũng sẽ giữ gìn cái bộ môn nghệ thuật cải lương này dạ yeah, dạ yeah. à, kính thưa quý vị thanh trúc Đàn được à, chị ngọc quyên trao cho một cái à, poster như thế này thì quý vị thấy là trong cái poster này đó là um, đây là hình ảnh của tất cả những người mà sẽ xuất hiện trong cái buổi lễ dỗ tổ ở tại nhà hàng harvest Hà Moon vào ngày 1 uh, tháng yeah. 9 2019 này. Thanh Trúc thấy ở đây có uh, cái sự góp mặt của danh hài Bảo Quốc. Thưa quý vị uh, nghệ sĩ Bảo Quốc là em ruột của cố nghệ sĩ Thanh Nga một khuôn mặt lẫy lừng và có thể nói rằng là uh, rất là đáng kính trọng ở trong à, sân khấu cải lương của miền Nam Việt Nam. À, Thưa nghệ sĩ Ngọc Quyên, ngoài danh hài Bảo Quốc thì à, nghệ sĩ có thể trình bày là còn có sự góp mặt của ai nữa? Dạ. Ở đây và ở xa đến. Dạ. À, cho em nói thêm một chút xíu là à, năm nay là đoàn cải lương Hương Miền Nam mình được tổ đại. Tổ đại là ở đây là à, đoàn cải lương Hương Miền Nam rất là được hân hạnh à, mời được các cô chú ở các cô chú tên tuổi là gạo cội trong làng cải lương việt nam trong đó có cô nghệ sĩ ngọc đáng yeah. cô nghệ sĩ cẩm thu và anh philip nam và cô nghệ sĩ don thi ở trong đoàn cải lương cổ nhạc phương nam trong nhóm cải lương cổ nhạc phương nam trong đài stpn à, à, sẽ qua đây à, cùng tổ chức trong cái buổi lễ dỗ tổ này. Dạ vâng, như vậy thì đó là những cái nét đặc biệt của cái buổi lễ dỗ tổ năm nay. Ngoài dạ. ra thì cái cái hy vọng của quý anh chị nghệ sĩ ở trong đoàn cải lương hương miền Nam đặt vào cái lễ dỗ tổ này là điều gì nữa thưa chị? Dạ, cũng là thưa chị là nhạc sĩ Trịnh Phương Chí trưởng đoàn hương miền Nam có trên 20 năm ở cái vùng thủ đô Hoa Kỳ này. Mà năm nay à, vì tuổi già sức yếu Thì nhạc sĩ muốn làm một cái buổi dỗ à, tổ cải lương năm nay Thật là đông trọng Trước là mình cảm ơn 100 năm Ăn mừng một cải lương 100 năm Và sau nữa là cũng là nhắc nhở lại cho con cháu Tất cả các đệ tử à, nam nữ à, à, Yêu mến cái bộ môn nghệ thuật này à, Phải tự hào giữ gìn cái bộ môn nghệ thuật này và một cái điều quan trọng hơn nữa là phải làm sao phải học hỏi sao trao dồi để những người tiền nhân của mình và các cô chú nghệ sĩ còn hiện tiền mình duy trì cái bộ môn nghệ thuật ở trên xứ người trên xứ người và cho cộng đồng Việt Nam mình em thấy là rất là tự hào riêng về bản thân em để biết được một cái bộ môn nghệ thuật này vâng nếu dạ. mà quý vị theo dõi thì chắc quý vị cũng như thanh trúc là cũng cầu mong làm sao cho cái sân khấu cải lương đó uh, nó được uh, trường tồn và nó được phát huy tốt đẹp ở hải ngoại vì nếu chúng ta không giữ gìn thì sẽ bị mai một mất một cái bộ môn mà quá tuyệt vời của uh, miền nam việt nam uh, thưa nghệ sĩ ngọc quyên thanh trúc xin cảm ơn biết rằng chị là nghĩa nữ của nhạc sĩ trịnh phước chí nữa chúng tôi cũng mong ông có sức khỏe để mà à, để mà được à, hy vọng là có thể góp sức thêm góp thêm công sức cho cái việc diễn dương cái sân khấu cải lương ở trên à, ở hải ngoại này thanh trúc cảm ơn nghệ sĩ ngọc quyên và kính chúc cái buổi à, à, dỗ tổ ngày 1 tháng 9 2019 thành công Một lần nữa chúng ta cùng chào mọi người nhé chị nhé dạ. Yeah. Yeah. Em cảm ơn chị và cảm ơn Đài STPN đã cho Đồng Cái Lương Hương miền Nam một cơ hội để chia sẻ về cái buổi lễ vô tổ hôm nay để Em kính chào Kính thưa quý vị, chương trình VTV đến đây xin tạm ngừng Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo Thông báo chương trình hội đàm với các tù nhân lương tâm Việt Nam lưu vong Xin mời quý đồng hương đến tham dự chương trình hội đàm để hiểu rõ thêm về hiện tình đất nước và cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh từ những nhà dân chủ lưu vong. Chương trình hội đàm sẽ được tổ chức tại Hội trường Chùa Liên Hoa 6709 Sugarland Howard Road, Houston, Texas 77083, Chủ nhật ngày 8 tháng 9 năm 2019 từ 2 giờ trưa đến 6 giờ chiều. Xin liên lạc ban tổ chức bác sĩ nha khoa Chu Văn Cương 281-650-0658 giáo sư Nguyễn Chính Kết 832 484 2780.